Chào các bạn đến với IPMath, tôi là Nguyễn Tân Anh. Chúng ta sẽ tiếp tục thực hành chương trình đố vui bằng thủ pháp lập trình hướng đối tượng. Thì trong lần thực hành này chúng ta sẽ tạo ra một câu hỏi lục đại phức tạp nhất, tức là câu hỏi có nhiều lựa chọn. Tôi sẽ tạo một lớp là lớp Multi-Choice Quiz. Trước tiên thì chúng ta cần tạo ra một lớp là Choice đại diện cho cái sự lựa chọn. Ví dụ sự lựa chọn là A chấm Hà Nội thì cái A ở đây tôi sẽ mô hình hóa bằng cái thuộc tính key, còn Hà Nội thì tôi sẽ lưu vào cái thuộc tính là answer. Còn cái sự lựa chọn đấy có đúng hay sai thì tôi lưu vào cái biến thành viên là isCorrect. Ở hàm constructor thì tôi chuyển vào cái tên của đáp án là key, nội dung của đáp án là answer và đáp án đấy có đúng hay sai là isCorrect. Ở lớp multi-choice quiz thì ta sẽ kế thừa từ lớp quiz bay từ bài thực hành trước, và nó sẽ thêm các thuộc tính là is random. Ở đây tôi muốn là mỗi lần nó hiện ra thì nó sẽ ngẫu nhiên cái số thứ tự của cái đáp án. Để lưu lại cái tập hợp đáp án thì ở đây tôi dùng cái cấu trúc dữ liệu dictionary. Để lưu cái câu trả lời nhập vào từ bàn phím của người dùng thì tôi lưu vào cái biến thành viên là input key. Hàm constructor thì tôi truyền nội dung câu hỏi, thể loại câu hỏi, độ khó và các cái đáp án ở trong cái dictionary. Tôi lưu lại các cái đáp án này, tôi lưu lại xem là có cần phải ngẫu nhiên số thứ tự của đáp án không. Và tôi viết một cái chồng hàm constructor khác, đơn giản ở đây là tôi không truyền vào dictionary nữa mà bắt buộc là chúng ta phải khởi tạo dictionary, tức là cái tập hợp đáp án. Các bạn lưu ý là trong hàm constructor này chúng ta thường là khởi tạo các cái giá trị của biến thành viên. Tiếp theo thì tôi thêm một hàm addChoice, tức là thêm cái sự lựa chọn vào cái tập hợp sự lựa chọn. Ở đây tôi kiểm tra xem là đã có cái sự lựa chọn đấy chưa bằng hàm ContentKey. Nếu mà chưa thì ta mới thêm, còn nếu có rồi thì ta return false luôn, không thêm vào cái tập hợp sự lựa chọn. Và tôi cũng viết thêm một cái chồng hàm khác của addChoice. Ở đây chỉ khác cái là ta truyền vào trực tiếp ba cái biến là key đáp án, answer nội dung của đáp án và đáp án cái đấy có đúng hay sai. Ở trong đấy ta mới thực hiện tạo ra đối tượng choice và gọi lại hàm addChoice. Thì các bạn thấy ở đây là hai cái hàm isCorrect và readAnswer chúng ta chưa implement, do hai cái hàm này là unchecked ở lớp QuizBase nên khi build nó sẽ báo lỗi. Giờ ta sẽ thực thi từng hàm một. Tôi sẽ đọc vào cái đáp án mà người dùng nhập vào từ bàn phím và kiểm tra xem cái đáp án đó có nằm trong cái tập hợp đáp án không. Nếu mà không có thì ta yêu cầu người dùng nhập lại, tức là họ đã nhập ra một cái đáp án mà chúng ta không có, đáp án không tồn tại. Ở đây tôi thực hành cái vòng lặp do while. Tiếp theo là hàm isCorrect. Thì hàm này sẽ kiểm tra xem cái sự lựa chọn mà người dùng nhập vào nó có phải là đáp án hay không. Tôi lấy cái biến choice từ dictionary ra và truy cập cái biến là biến thành viên là isCorrect, giả về kết quả tương ứng là true false. Cái biến thành viên choice count là tôi sẽ xem là có bao nhiêu cái số đáp án trong cái câu hỏi này, và hàm show question là tôi hiển thị cái nội dung câu hỏi ra màn hình cho người dùng người ta chọn. Ở đây ta có thể dùng cái vòng lặp for each để duyệt một lượt tất cả các phần tử ở trong cái cấu trúc dictionary và tôi in cái nội dung từng đáp án ra. Đầu tiên là in tên đáp án và sau đó là in nội dung của đáp án đó, key value.answer. Và quay lại chương trình chính, tôi sẽ tạm thời comment out các đoạn code mà chúng ta thực hành từ bài trước. Đây chúng ta sẽ thêm một cái đoạn code để chúng ta kiểm tra cái multi choice quiz của chúng ta. Khởi tạo một cái biến multi choice quiz mới, tôi truyền vào câu hỏi và tôi truyền vào cái nội dung câu hỏi cũng như là cái độ khó của câu hỏi.
tôi thêm một cái sự lựa chọn vào là một Hải Phòng. Một ở đây chính là cái tên của đáp án, hay gọi là chúng ta đang mô hình hóa bằng cái thuộc tính key. Hai là Hà Nội, C là Thành phố Hồ Chí Minh, D là Huế. Còn cuối cùng là Đà Nẵng thì tôi lại dùng một cái chồng hàm khác là hàm S choice, thêm luôn một cái đối tượng choice vào. Chúng ta hiển thị lên màn hình và đọc vào từ bàn phím, kiểm tra xem người dùng nhập đúng hay sai. Và tôi sẽ kiểm tra một vài trường hợp. Tôi nhập 2 Hà Nội, đáp án đúng. Tôi nhập 3 C Thành phố Hồ Chí Minh, trả lời đúng. Tại sao lại thế ạ? Bởi vì ở Thành phố Hồ Chí Minh tôi đã S choice, ở đây là Chu. Nếu là phone gì thì nó sẽ thành đáp án sai. Tôi nhập D Huế là sai. Tôi nhập E Đà Nẵng là sai. Và tôi thử nhập một cái không nằm trong đáp án là F, G, H thì đều không được chấp nhận và yêu cầu nhập lại.